Phụ nữ mà có 5 trên 20 nét tướng này thì không ngoại tình lăng nhăng mới là lạ. Các bạn thân mến, xem tướng một người phụ nữ ngoại tình lăng nhăng sẽ là một trong những cách để các bạn có thể lựa chọn được người yêu, người bạn đời phù hợp trong việc tìm một người bạn đời để chúng ta chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và xây dựng hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Ngoài ra thì nó còn giúp cho bản thân tránh gặp phải những tình huống không mong muốn, bởi vì không có một người đàn ông nào lại mong muốn mình vớ phải một người vợ lăng nhăng lẳng lơ cả. Phụ nữ có thể không cần quá xinh đẹp, cũng không cần phải là một người phụ nữ quá giỏi giang, quá là nhiều tiền mới có thể là hình mẫu để các anh chọn làm vợ. Thế nhưng một người đàn bà lăng nhăng, lăng loàn và luôn chầu trực có thể tặng chồng một cặp sừng bất cứ lúc nào, thì tôi tin rằng không có người đàn ông nào lại mong muốn rước một người phụ nữ như vậy về để làm bá chủ cho căn nhà của mình cả. Và ngày hôm nay chúng tôi xin phép được chia sẻ với các bạn tổng hợp 20 nét tướng của những người đàn bà, thường là những người rất là lăng nhăng, rất là đa tình, để chúng ta cùng biết có thể đôi khi bắt bóng được những người phụ nữ khác để có những sự tính toán để sao cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp và thuận theo ý của mình nhất các bạn nhé. Phụ nữ ngoại tình lăng nhăng thì có thể xuất phát từ nhiều những lý do khác nhau. Có thể như là không được chồng quan tâm, không được chồng yêu thương, chồng chăm sóc, hay là nhu cầu về tình dục cao nhưng bạn đời không đáp ứng được, hay là được người khác giới lo lắng, an ủi khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, vân vân. Nhưng mà nếu những điều trên đều không có thì nguyên nhân chỉ có thể là bản chất của cô ta là như vậy. Trường hợp này thì bạn có thể dễ dàng nhận ra thông qua những đặc điểm trên gương mặt, trên hành động, trên dáng đi của đối phương và cụ thể như sau đây. Đầu tiên chúng ta hãy đi từ gương mặt xuống. Một người phụ nữ tai nhỏ và vành tai không dày sẽ là những người phụ nữ đầu tiên được liệt vào danh sách này. Một trong những cách xem tướng nhận biết người phụ nữ ngoại tình lăng nhăng phổ biến nhất đó là nhìn vào bộ phận tai của họ. Nếu như có kích thước nhỏ và phần vành tai không dày thì tốt nhất là không nên yêu đương hoặc không nên tiến tới hôn nhân. Nếu như có thêm phần tóc mai mỏng thì dương khí của những người này được cho là rất là thiếu hụt, làm cho mặt mũi trở nên xanh xao và có khả năng ngoại tình rất cao. Bản tính những người như thế này thường rất là đa sầu, đa cảm và dễ rung động. Khi gặp phải một người đàn ông và một khi đã phải lòng anh ta thì họ rất là dễ quên mất bản thân đã là một bông hoa có chủ, quên mất bản thân đã có chồng và có con, và việc phản bội là điều rất là khó tránh. Những người phụ nữ rất là hay liếm môi, sờ môi hoặc là cắn môi khi trò chuyện giao tiếp cũng là một mẫu phụ nữ rất là dâm đãng và tương nhiên đều rất là dễ đa tình. Nếu như nhìn thấy một người phụ nữ có thói quen hay liếm môi, hay sờ môi hoặc cắn môi khi trò chuyện giao tiếp thì khả năng rất cao là mẫu này rất là thích ngoại tình, bởi vì đây là những hành động thường có ở những người gian dâm và những người đang muốn khơi gọi, đang muốn bật đèn xanh cho những người đàn ông khác bên cạnh mình. Một người phụ nữ mà muốn dùng bờ môi của mình làm vũ khí để quyến rũ đàn ông thì các bạn nghĩ xem tính cách của cô ta có thể được coi là một người phụ nữ đoan chính hay không. Cắn môi gợi tình chính là hành động thường có ở những người phụ nữ được cho là dâm đãng đa tình và luôn luôn biết sử dụng bờ môi, một vị trí rất là nhạy cảm của mình, để thu hút đối phương. Những người phụ nữ có nhân trung dài sâu và xương cằm gồ lên cao cũng là những người tiếp theo mà chúng ta cũng nên lưu ý. Bởi vì trong nhân tướng học thì phụ nữ có nhân trung dài và sâu cộng với cả đó là xương cằm gồ lên cao thì sẽ rất là ham mê xác thịt. Họ thường quan tâm đến những vấn đề liên quan đến chuyện tình dục và có thể vụng trộm lăng nhăng với những người đàn ông khác để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Một tướng nữa đó chính là những người phụ nữ ngồi vắt chéo chân rồi tay đan vào nhau và dùng để bó gối, rung gối rất là nhiều. Thì đây cũng là một tướng người phụ nữ mà các bạn nên lưu ý. Ngồi đã vắt chéo chân rồi, tay đan vào nhau và dùng để bó gối, rung gối rất là nhiều là đặc điểm thường thấy nhất ở những người phụ nữ dễ dãi trong tình cảm. Họ có thể ngoại tình với số lần tối thiểu là 3, thế nên trong tình yêu và hôn nhân rất khó để chung thủy. Cho nên nếu như bạn nhìn thấy một người phụ nữ ngồi vắt chéo chân này, tay đan vào nhau để giữ gối, cùng với đó là rung gối rất là nhiều, thì đây chính là biểu hiện cho thấy cô ta đang đong đưa và rất là muốn tạo ấn tượng, tạo được sự thu hút đối với đối phương. Những người phụ nữ da mỏng, trắng hồng và có một chút tàn nhang cũng là được cho là người phụ nữ mẫu rất là đa tình. Người phụ nữ mà sở hữu làn da mỏng, trắng hồng rất là dễ khiến đàn ông thương nhớ.
Trong nhân tướng học ấy, thì họ thuộc dạng người đa tình và đào hoa, đặc biệt là rất là yêu thích cái đẹp, thế nên luôn có hứng thú với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Và nếu như có thêm tàn nhang, tổng thể gương mặt nhìn rất là háo sắc thì có khả năng ngoại tình rất là cao. Do đó mà khi chọn người yêu hoặc vợ thì bạn nên tìm hiểu thật kỹ tính cách của đối phương để tránh gặp phải những tình huống không mong muốn. Nếu như gặp phải những người phụ nữ mà nhìn rất là đáng yêu, rất là xinh xắn, với làn da mỏng, trắng hồng và có điểm thêm một chút tàn nhang như thế này. Những người phụ nữ đi uốn éo hay nhún nhảy và thích ngoảnh lại nhìn cũng được cho là một tướng phụ nữ không ổn định. Nếu như tinh ý quan sát thì bạn có thể nhận ra rằng những người phụ nữ mà họ ưa thích ngoại tình thường có những đặc điểm như là đi rất là uốn éo, rất là nhún nhảy và hay ngoảnh lại để nhìn. Bởi vì họ rất là đam mê dục vọng, thích vật chất, không chung thủy và đam mê quyến rũ những người khác giới. Sở dĩ họ đi uốn éo hay nhún nhảy bởi vì khả năng và những ham muốn về mặt thể xác của họ rất là cao, và việc họ làm chủ bản thân của mình rất là tốt nữa. Thế nên dáng đi thường nhìn rất là uốn éo, uẩn chuyển và nhún nhảy tưng tửng để hay ngoảnh lại nhìn để xem có người đàn ông nào đang chú ý đến dáng đi quyến rũ của mình hay không, để có thể liếc mắt đưa tình một cái. Những người phụ nữ có lông mày nhỏ hẹp, dài cong qua mắt và rậm rạp thì cũng là một mẫu phụ nữ mà chúng tôi muốn nhắc đến. Căn cứ vào lông mày thì các bạn cũng có thể đoán được đây là mẫu phụ nữ có vấn đề hay là có một chút lăn tăn trong tình yêu hôn nhân hay không. Nếu như chàng mày lông mày tự nhiên mà đều rất là nhỏ hẹp, dài và cong qua mắt, rậm rạp một chút thì sẽ có ham muốn về tình dục rất là cao và dễ có người bạn trai ngoài chồng của mình ở bên ngoài. Tướng tiếp theo đó chính là những người phụ nữ thân ngắn mà chân lại dài. Thân ngắn và chân dài giúp cơ thể trở nên gợi tình hơn, thu hút được nhiều người khác giới và được cánh mày râu không ngừng săn đón, theo đuổi. Thì những người phụ nữ này họ có khả năng ngoại tình và lăng nhăng cao hơn bởi vì chuyện tình cảm không được may mắn, và đôi khi có quá nhiều người đàn ông tán tỉnh thì họ lại cứ đứng núi này trông núi nọ, luôn luôn nghĩ rằng người đàn ông bên cạnh mình không hoàn hảo, anh kia mới là tốt hơn. Và cứ như vậy cả cuộc đời của họ cứ chìm đắm trong việc lựa chọn người đàn ông nào tốt hơn. Nhưng thực tế thì họ không hiểu rằng một điều, không có người đàn ông hoàn hảo, chỉ có người đàn ông phù hợp nhất với bản thân mình mà thôi. Mẫu phụ nữ biết bản thân mình đẹp, biết bản thân mình được đàn ông săn đón mà lại được rất là nhiều các anh xung quanh tán tụng và tán dương cái vẻ đẹp của cô ta thì khiến cho cô ta khả năng ngoại tình và cặp bồ cũng rất là cao. Những người phụ nữ mà cổ dài, eo nhỏ và mỏng, miệng lại trúng chím cũng tương tự như vậy. Người phụ nữ mà có một cái cổ dài và một khuôn miệng trúng chím thì có nhu cầu về sinh lý rất là cao, bởi vì họ vốn dĩ cũng đi kèm là những người phụ nữ rất là khéo léo và tài giỏi. Mỗi lời nói phát ra đều rất là duyên dáng, ngọt ngào, quyến rũ, khiến cho người đàn ông mê mệt và chỉ muốn lập tức được tiến thêm một bước nữa. Và với mẫu phụ nữ mà biết sử dụng cái miệng của mình ấy, thì họ còn cực kỳ giỏi trong diện giường chiếu nữa. Nếu như có thêm vòng eo nhỏ, con kiến và mỏng thì 90% là rất là thích quyến rũ những người đàn ông đã có chủ, tự biến mình trở thành tiểu tam phá hủy hạnh phúc của bản thân và người khác. Người phụ nữ mà có nhân trung xuất hiện tia đỏ thì cũng là những người phụ nữ mà các bạn cần phải đặt vào tầm ngắm. Nhân tướng học giải thích những người phụ nữ có nhân trung xuất hiện tia màu đỏ là những người dễ thay đổi, không chung thủy trong tình yêu và hôn nhân. Họ không muốn gắn bó bền chặt với một người cụ thể và bản thân rất là dễ rung động với những người khác giới. Do đó có xu hướng và khả năng ngoại tình cực kỳ cao. Mặc dù không đúng hoàn toàn, thế nhưng phần đông đều là như vậy. Nếu như quyết định xác lập mối quan hệ với người phụ nữ kiểu này thì bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với hiện thực trong mọi trường hợp. Với những người phụ nữ mà xuất hiện nhân trung có tia đỏ như thế này thì không phải là ít những trường hợp người phụ nữ ngoại tình đâu. Đa phần họ đều là những người mà có đời sống tình trường rất là phong phú. Những người phụ nữ mà có mắt liếc ngang liếc dọc và hay đong đưa ấy, cũng là mẫu phụ nữ mà tôi tin được rằng các anh cũng có thể phần nhiều ý thức được rằng họ không phải là những người phụ nữ thích sự chung thủy. Mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, và thông qua ánh mắt thì có thể phần nào dự đoán được tính cách của một con người. Nếu như phụ nữ có mắt liếc ngang liếc dọc và hay đong đưa thì sẽ không chung thủy, không sắt son trong tình yêu hoặc là trong cuộc sống hôn nhân. Bởi vì họ thích những điều mới mẻ, thế nên luôn có xu hướng tìm kiếm liếc ngang liếc dọc
để có thể tia xem có được người đàn ông khác để chinh phục, để bầu bạn, dù bản thân đã có một nửa của riêng mình hay đâu. Cho nên bạn cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi bước thêm một bước nữa, hoặc là xác lập mối quan hệ mang tính chất ràng buộc, nghiêm túc với những người phụ nữ mà mắt mũi lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc, đong đưa trai lạ như thế này. Những người phụ nữ mà có cung phu thê có các dấu hiệu bất thường cũng sẽ là mẫu người phụ nữ mà phần nhiều cũng có đời sống tình cảm, đời sống hôn nhân gia đình gặp rất là nhiều sóng gió. Cung phu thê của người phụ nữ nếu như sáng và nhô hẳn lên trên và nảy nở quá mức thì sẽ là những người có nhu cầu tình dục cao. Khi người chồng hoặc người yêu không đáp ứng được thì sẽ có xu hướng đi tìm một người đàn ông khác ở bên ngoài để bản thân được thỏa mãn. Cung phu thê hay còn gọi được tên gọi khác đó là gian môn, chính là phần nằm ở đuôi lông mày và đuôi mắt kéo dài cho đến chân mai. Nhìn vào cung phu thê thì có thể kết hợp với huyệt vị ở thái dương sẽ nhận được gần như 90% về cuộc sống gia đình của người đối diện. Và nếu như những người mà có cung phu thê quá to như chúng tôi vừa nói thì đều là những người có nhu cầu tình dục rất là cao. Nhưng ngược lại, nếu như người mà có cung phu thê quá là thấp hoặc là hõm thì sẽ biểu thị bản thân mình mang tính dâm dục rất là ngầm, thường ngoại tình để không cảm thấy thiếu thốn. Ngoài ra, nếu như hai vợ chồng không hòa hợp trong hôn nhân thì họ cũng có thể tìm đến bờ vai khác để tâm sự, để bầu bạn và phát sinh những mối quan hệ không chính đáng. Một người phụ nữ mắt có nhiều lòng trắng hay còn gọi là mắt tam bạch cũng là những người phụ nữ tôi tin rằng không mang lại sự thiện cảm cho với những người đàn ông đối diện. Và không chỉ có vậy đâu, họ còn là những người phụ nữ mà rất là dâm đãng. Phụ nữ mà sở hữu đôi mắt có lòng trắng nhiều bất thường là một người không muốn yêu mãi một người và cũng không muốn ngồi im ở một chỗ. Nếu như gặp được một người mà bản thân cảm thấy có hứng thú hơn và có cảm tình hơn thì sẽ sẵn sàng lựa chọn ngoại tình. Mặt khác, cũng có thể sẽ dùng sự quyến rũ của mình để mồi chài những người đàn ông xung quanh, để tất cả phải yêu thương, để chiều chuộng vào bên cạnh mình. Họ không có một tâm địa tốt và lòng dạ thì rất là dễ thay đổi. Và tốt nhất là nên tránh xa, không nên yêu đương và dây dưa, hoặc thậm chí là kết hôn với mẫu phụ nữ này. Mẫu phụ nữ mà có đôi mắt mà nhiều lòng trắng, nhìn mắt cái trắng dã ấy, thì khi gặp người cho bản thân được cảm giác hứng thú sẽ sẵn sàng ngoại tình và phản bội. Những người phụ nữ có khuôn mặt nhọn và làn da săn chắc cũng là những người phụ nữ mà có thể nói rằng phần nhiều đều là những người rất là đa tình. Nếu như người yêu của bạn có một khuôn mặt nhọn và làn da săn chắc thì hãy cẩn thận trong mối quan hệ này, bởi vì đây là đặc điểm tiêu biểu của tướng người phụ nữ thích đi ngoại tình. Họ có xu hướng lăng nhăng, không chung thủy và hay mồi chài đàn ông. Ngoài ra thì những đam mê dục vọng và có bản tính gian xảo nữa. Bất cứ khi nào bạn cũng có thể bị tặng một cặp sừng. Nhưng mà nếu như vẫn sẵn sàng chấp nhận khi điều này xảy ra thì có thể nói hai người sinh ra là dành cho nhau, khó có chuyện gì có thể chia cắt được. Mẫu phụ nữ này, họ thích phản bội nhưng họ cũng lại luôn thích lựa chọn người đàn ông làm bến đỗ cho mình. Và nếu như bạn có thể quá yêu người phụ nữ này và chấp nhận ở lại với cô ta thì có lẽ người mà cô ta lựa chọn cuối cùng và ở lại lâu nhất cũng có thể sẽ là bạn. Nhưng tôi tin rằng không có nhiều người đàn ông mong muốn mình trở thành một sự lựa chọn của phụ nữ. Những người phụ nữ mắt ướt sẽ là mẫu phụ nữ mà tôi tin rằng các anh đặc biệt rất là thích. Thế nhưng mà để chọn làm vợ thì cũng nên cần phải cân nhắc. Mắt ướt là những đôi mắt ở bên trong có nhiều nước đọng, là đặc điểm dễ phát hiện nhất ở những người phụ nữ lăng nhăng và ngoại tình. Họ thường có nhu cầu rất là cao về tình dục, dâm đãng, phóng túng và sống buông thả. Sau khi xác lập mối quan hệ yêu đương hoặc kết hôn, vẫn hoàn toàn có thể ngã vào vòng tay của người đàn ông khác nếu như anh ta mang đến cho cô ta những thứ mà cô ta cần. Những người phụ nữ mắt có đuôi sẽ là một đôi mắt tiếp theo nói lên được tính cách của người phụ nữ. Phụ nữ mà sở hữu đôi mắt có đuôi thường rất là lăng nhăng và hay đứng núi này trông núi nọ. Họ có tính cách cởi mở và dễ gần, thích giao tiếp, thích làm quen, thích kết bạn với nhiều người để cuộc sống trở nên thú vị hơn. Nhưng những điều này nếu như chỉ dừng lại ở một chừng mực nhất định và người phụ nữ đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là tình cảm mình nên xây dựng thì sẽ không có gì để nói. Còn với những người phụ nữ mà lợi dụng sự cởi mở, sự dễ gần của mình để mà biến thành sự dâm đãng và phóng túng thì các bạn cũng cần phải lưu ý cả nét tính cách ở những người phụ nữ như này nữa nếu như mong muốn được đầu bạc răng long với mẫu phụ nữ này. Người phụ nữ có cung điền trạch có nốt ruồi cũng là một điểm bạn cần lưu ý. Cung điền trạch là vị trí nằm giữa lông mày và mắt, hay còn được gọi là mí trên.
Nếu như tại đây có nốt ruồi thì có thể dự đoán đây là những người phụ nữ rất là đào hoa, làm cho người khác giới mà một khi đã gặp gỡ thì thấy rất là cuốn hút, rất là thích và rất là nhớ nhung. Tuy nhiên thì bản thân của người phụ nữ này tính cách lại rất là dễ thay đổi. Và vì thế mà những người phụ nữ mà có nốt ruồi ở cung điền trạch, nếu biết điều tiết bản thân mình, biết đâu là đúng, đâu là sai và có một người chồng luôn quan tâm, luôn yêu thương thì mọi chuyện có lẽ cũng không phải là quá tệ. Thế nhưng nếu như vớ được một người chồng mà buông thả và cũng là một người vợ mà không có ý thức nhiều về những mối quan hệ của mình thì chuyện xấu là một điều rất là dễ có thể xảy ra. Những người phụ nữ mà có lệ đường xuất hiện gân màu xanh xám, màu hồng hoặc là có lằn xếp cũng sẽ là những mẫu phụ nữ rất là ham mê nhục dục. Lệ đường chính là phần thịt ở dưới mắt hay còn gọi là bọng mắt. Và nếu như người yêu hoặc người vợ của bạn có lệ đường xuất hiện gân màu xanh xám hoặc là màu hồng hoặc là có các lằn xếp thì có thể dự đoán được chắc chắn trên 90% họ là những người rất là thích, có khuynh hướng ân ái vụng trộm, đồng thời ham muốn về tình dục rất là cao. Họ thường không hài lòng với các mối quan hệ và đang có ở thời điểm hiện tại. Thay vào đó, bản thân lại muốn tìm kiếm và chinh phục những điều mới lạ. Cho nên không lạc nhiên nếu như họ lăng nhăng và ngoại tình, chỉ là biểu hiện ra bên ngoài sớm hay muộn mà thôi. Những người phụ nữ mà vành tai xuất hiện nốt ruồi cũng sẽ là một đặc điểm các bạn nên ghi nhớ vào cho mình. Phụ nữ mà có vành tai xuất hiện nốt ruồi thường rất là lăng nhăng, bởi vì họ thay người yêu giống như thay áo, sống bạc tình bạc nghĩa. Trong mọi chuyện thường không để tâm đối phương đang phải chịu đựng nhiều đau khổ, chịu đựng nhiều tổn thương từ mình. Khi gặp người đàn ông giàu có, đẹp trai rất là dễ bị siêu lòng. Và sau khi nghe được những lời ngon ngọt và có cánh thì sẽ khiến cho người phụ nữ này mù mịt mà sẵn sàng dâng hiến mọi thứ đang có. Thế nên việc ngoại tình trước sau cũng sẽ xảy ra nếu bản thân đang còn trong một mối quan hệ ràng buộc. Người phụ nữ có nốt ruồi nằm ở giữa nhân trung cũng là mẫu phụ nữ rất là thích ngoại tình và lăng nhăng. Bởi vì mẫu này thì ham mê sắc dục rất là lớn. Thế nên nếu như chồng hoặc người yêu không đáp ứng và không thỏa mãn thì sẽ có xu hướng tìm kiếm một vòng tay khác, cho nên rất là dễ vỡ và trải qua nhiều lần đò. Giữa nhân trung của người phụ nữ mà xuất hiện nốt ruồi thì khả năng đến 99% là những người ham mê sắc dục rất là lớn. Còn tỷ lệ phần trăm về ngoại tình và lăng nhăng ấy thì còn tùy thuộc vào điều kiện sống và tính cách cũng như sự ý thức của người phụ nữ này. Những người phụ nữ môi dày và cong, một đôi môi rất là quyến rũ, cũng là những mẫu phụ nữ rất là dễ đa tình. Tướng phụ nữ được đánh giá là dễ ngoại tình, lăng nhăng thường có đặc điểm đặc trưng trên gương mặt, đó là môi rất dày và cong. Bởi vì họ là những người khéo ăn, khéo nói nên khiến cho người khác giới cảm thấy rất là bị cuốn hút. Và hơn hết là họ lại thích được nhiều người đàn ông theo đuổi, yêu thương và chiều chuộng mình. Đối với họ ấy, thì chồng không phải là đối tượng duy nhất mà mình có thể trao gửi tấm thân, thậm chí còn bị coi là bức bình phong trong cuộc sống tự do và phóng túng với những mối quan hệ ngoài luồng. Bên cạnh đó thì còn không thật thà và không chân thành nữa, cho nên người ta hay nói rằng môi mỏng hay hớt cũng chưa chắc đã đúng đâu. Nhưng những người phụ nữ môi dày và cong ấy thì đều là mẫu phụ nữ rất là đa tính. Những người phụ nữ có khóe mắt trái xuất hiện nốt ruồi, đây là một đặc điểm mà có thể nói trên 90% đều là những người phụ nữ rất là đa tình, vận số đào hoa. Thế nhưng đôi khi với những người này thì chuyện tình yêu và hôn nhân lại lận đận và không được suôn sẻ và thuận lợi. Và nếu như không biết kiểm soát bản thân mình và không ý thức được những mối tình cảm mà mình đang trải qua thì những người phụ nữ này đều rất là dễ để bản thân rơi vào cảnh những cuộc tình tay ba. Những người phụ nữ có bọng mắt to và thâm đen cũng là những người phụ nữ dục vọng rất là cao. Họ rất là dễ ngã vào vòng tay của người đàn ông khác không phải là chồng mình, dù chỉ là lần đầu tiên gặp gỡ, bởi vì họ thích cuộc sống thoải mái và tự do, tự tại, thích những cảm giác mãnh liệt trong chuyện chăn gối. Và khi mà người đàn ông không đáp ứng được những nhu cầu này thì họ có xu hướng ngoại tình và phản bội. Thậm chí là lúc mà đã thỏa mãn và vui vẻ vẫn có thể sẽ tơ tưởng đến người khác nhằm tìm kiếm những sự mới mẻ trong chuyện ấy, giúp bản thân được thăng hoa mà vẫn thú vị và kích thích. Các bạn thân mến, vừa rồi là 20 những dấu hiệu để mà có thể lột tẩy được một người phụ nữ dâm đãng, lẳng lơ, lăng nhăng trong tình yêu. Hy vọng rằng tướng tất cả những người phụ nữ ngoại tình lăng nhăng hay gặp nhất này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống để lựa chọn được những người phụ nữ đi bên cạnh mình sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên,
chúng ta cũng không nên phụ thuộc 100% và chỉ xem đây là tài liệu tham khảo thôi. Bởi vì thực tế thì vẫn có rất là nhiều các trường hợp sở hữu một hoặc là một vài đặc điểm vừa đề cập nhưng vẫn chung thủy và sắc son. Điều này còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và kể cả là sự quan tâm đối xử của người chồng với người phụ nữ nữa. Thế nhưng người phụ nữ mà có trên 5 dấu hiệu trên thì có thể 99% khẳng định là các bạn cần phải hết sức đề phòng với những người phụ nữ như thế này. Chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn chủ động trong cuộc sống của mình thông qua việc chúng ta có thể nắm bắt được ít nhiều những tính cách, những sở thích của người đối diện. Cảm ơn các bạn rất nhiều một lần nữa vì đã lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.